kính chào quý vị khán giả, chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Chào buổi sáng của Tamda Media. Chúc quý vị có một ngày mới tràn đầy năng lượng và nhiều niềm vui. Và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết của bản tin sáng ngày hôm nay. Vào hôm thứ Năm, Hạ viện đã cùng với các chuyên gia trong lĩnh vực y tế tại cuộc họp bàn tròn đã đạt được thống nhất về việc cấm bán các loại đồ uống tăng lực cho trẻ em dưới 15 tuổi. Luật sửa đổi về quy định bán các loại đồ uống này sẽ được trình lên chính phủ. Hiện nay trên thị trường tràn lan các loại đồ uống này và trẻ em dễ dàng mua được chúng. Tuy nhiên, trong những đồ uống tăng lực thường chứa lượng caffeine, taurin và đường ở mức cao, có thể gây nghiện, gây béo phì, tiểu đường và ảnh hưởng đến răng. Dốc trượt tuyết dài nhất Séc đã mở cửa vào hôm thứ Sáu vừa qua tại Dolní Morava dưới Kralický Sněžník. Những người yêu thích môn thể thao trượt tuyết sẽ được tận hưởng một đường trượt với chiều dài lên đến 3,7 km và rộng 25 m. Dolní Morava nhờ vào điều này đã thành công vượt qua các dốc trượt tuyết từng giữ kỷ lục trước đó là ở Vramzové ở Jeseníky với chiều dài 3,26 km và Jakimovská ở Klinovec dài 2,95 km. Vào hôm khai trương tại đây đã đón tiếp khoảng 1.000 người yêu thích môn trượt tuyết đến trải nghiệm. Công suất vận chuyển của cáp treo tại đây là 2.400 người trượt tuyết mỗi giờ. Theo Tòa án Hành chính tối cao, việc kiểm tra thông qua ứng dụng Stechka trong đại dịch Covid vừa qua là hành vi vi phạm pháp luật. Theo phán quyết của tòa án, thì những người kiểm tra đã lấy được các dữ liệu cá nhân nhạy cảm về tình trạng sức khỏe của người sử dụng. Ứng dụng Stechka được Bộ Y tế khởi động vào tháng 6 2021 song song với ứng dụng Techka và đã nhận được 1,4 triệu lượt tải. Stechka đã được các cơ sở nhà hàng, khách sạn sử dụng để kiểm tra xem khách hàng có bị nhiễm Covid hay không. Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, Canada sẽ tăng hơn gấp đôi chứng minh tài chính phí sinh hoạt đối với sinh viên quốc tế. Đây là thông báo mới được Bộ trưởng Di trú, Tị nạn và Quốc tịch nước này đưa ra. Theo đó, du học sinh nước ngoài sẽ cần chứng minh tài chính một lần, có khả năng đáp ứng mức phí sinh hoạt là 20.635 CAD, tức là khoảng hơn 368 triệu Việt Nam đồng, để đủ điều kiện xin du học ở nước này. Mức phí này chưa bao gồm học phí và chi phí đi lại trong năm học đầu tiên và đã tăng hơn gấp đôi mức phí là 10.000 CAD trước đây. Thay đổi này được đưa ra nhằm đảm bảo du học sinh nước ngoài có thể theo kịp chi phí sinh hoạt hiện đang gia tăng ở Canada. Chính phủ Na Uy đã đồng ý cho phép thăm dò khoáng sản dưới đáy biển ở khu vực Bắc Cực. Hiện Na Uy hy vọng sẽ trở thành quốc gia đầu tiên thực hiện khai thác biển sâu ở quy mô thương mại. Tuy nhiên, quyết định của chính phủ Na Uy còn cần quốc hội xem xét. Quốc hội Na Uy có quyền quyết định cuối cùng về việc có cho phép khai thác khoáng sản toàn diện hay không, dựa trên dữ liệu được thu thập từ môi trường biển sâu trong lần thăm dò đầu tiên. Một bức tượng chocolate bằng kích thước thật của nhân vật Willy Wonka do diễn viên Timothée Chalamet thủ vai đã được ra mắt tại cổng trường Trafalgar ở London, Anh. Bức tượng nặng 100kg và cao 1m88 được tạo bởi một nhóm các nhà điêu khắc chocolate trong khoảng thời gian 5 tuần và sử dụng 90 lít chocolate tan chảy, tương đương hơn 1.000 thanh chocolate. Phần thân của bức tượng đã được làm bằng nhiều kỹ thuật khác nhau và cũng là công đoạn khó nhất để tạo ra các họa tiết. Cuối cùng, bức tượng được hoàn thành bằng cách phun bơ và cacao để tạo ra kết cấu mịn mượt và thơm ngon. Nhân vật Wonka nổi tiếng trong tác phẩm kinh điển dành cho trẻ em Charlie và nhà máy chocolate của tác giả Roald Dahl. Bộ phim kể về một nhà phát minh ảo thuật gia và nhà sản xuất chocolate. Một chương trình trí tuệ nhân tạo AI sử dụng thuật toán so sánh khuôn mặt đã giúp gia đình ông Xi ở Trung Quốc đoàn tụ với cậu con trai Xing Shuai đã thất lạc từ lâu. Theo trang tin NextShark ngày 7 tháng 12, trong một bài đăng trên mạng xã hội Weibo vào ngày 3 tháng 12, công ty Jialing Shentung có trụ sở tại Bắc Kinh, nơi phát triển chương trình AI kể trên, đã thông báo về cuộc đoàn tụ của gia đình ông Xi. Công ty công nghệ này cho biết họ đã sử dụng thuật toán so sánh khuôn mặt, tuổi tác và mối quan hệ họ hàng. Từ hình ảnh của cha mẹ và người anh trai của Xing Shuai, họ đã thu hẹp phạm vi tìm kiếm người mất tích xuống còn 5 người. Vào cuối tháng 11, cảnh sát Trung Quốc đã thông báo cho gia đình ông Xi về kết quả tìm kiếm phù hợp, sau đó xác nhận thông tin thông qua phân tích DNA. Gia đình ông Xi là vụ bắt cóc thứ tư mà công ty này đã giúp cảnh sát giải quyết bằng công nghệ AI trong vòng 6 tháng qua. Chợ Bến Thành là chợ truyền thống đầu tiên thí điểm việc kinh doanh trên nền tảng TikTok tại Việt Nam. Theo đó, trong dịp này, các TikToker sẽ review những món ăn không thể bỏ qua khi du khách đến chợ Bến Thành như bánh bèo, bún thịt nướng, chè. Hoặc các TikToker sẽ quảng bá đến du khách nông sản, đặc sản như trà, cà phê, hàng mỹ nghệ, trái cây hay trang phục truyền thống áo dài của Việt Nam.
Vâng, vậy là những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Chào buổi sáng của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong bản tin sáng ngày mai.